Thế là bây vừa rồi là Mạnh đi đón chú hay là Mạnh đi đâu? Ông đi đâu? Đi tìm ông. Đi tìm ông á? Đấy, ôi rồi, ôi trời ơi, còn cười, cắm mặt xuống đất còn cười à Mạnh? Đấy, đi thì toàn té rồi. Cái cầu thang thì sẽ được xé lại, sửa lại thành nhà như thế này các bác này. Từ cái cửa mà đi ra thì nó sẽ được xé cho vào tầm độ là 60 phân. Đấy, tầm độ 60 phân rồi thì sẽ làm cầu thang là một bậc này, hai bậc này. Đấy, làm xuống. Từ đây ra 60 phân ra bằng đây nhá. Đấy. Tầm đến đây đúng không? Đây. 60 phân ra đến đây. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu lại tiếp tục là xuống cái nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà cho hai ông cháu, để cho tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh cùng biết. Lời đầu tiên thì xin gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác, cô chú anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc thì lúc nào cũng thuận lợi. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Mạnh nhìn đâu ấy? Từ từ nào, Mạnh đứng đứng kia xem nào. Ra kia xem nào. Cháu Lực đang lên thì bắt gặp là bé Mạnh là lên trên này của bác ạ. Mạnh là đang đi đâu đấy? Tìm ông ấy nào, chú đeo cho ông, đeo cho Mạnh một cái mic nhỉ. Đấy, từ từ nhá. Rồi, bây giờ Mạnh chào các ông các bà thế nào? Con chào các ông các bà. Rồi, bây giờ thì để chú hỏi xem là Mạnh đi học về lâu chưa? Lâu rồi. Đi học về lâu à? Thế ngày mai có được nghỉ không? Có. Ngày mai là Mạnh được nghỉ đúng không? Vâng. Thế là bây vừa rồi là Mạnh đi đón chú hay là Mạnh đi đâu? Ông. Đi đâu? Đi tìm ông. Đi tìm ông á? Thế là ông Mạnh hôm nay đi đâu rồi? Làm việc. Hả? Làm việc. Đi làm việc á? Đi tận đâu làm việc có biết không? Mà đã bảo là đi tìm ông. Không. Đấy, muộn rồi. Thế là ở dưới kia là có các chú đang, các bác là đang làm nhà không? Có. Có á? Mặt Mạnh thì cũng được là hơn một tuần của bác ạ, không có gặp Mạnh là ở nhà rồi. Thời gian này thì bé Mạnh là đang đi học cho nên là ít xuống để mà gặp, ít là khi mà cháu Lực đi xuống đấy các bác, ít là gặp Mạnh là nhiều hơn. Thì đến chiều thứ 6 thì Mạnh mới về. Thế là bây giờ không đi tìm ông nữa nhá. Bây giờ đi về nhà đấy nhá. Ông thì đang đi làm trên kia thì biết bao giờ mới về. Đấy, bây giờ thì đi về nhà đi. Cháu Lực xuống thì cứ tưởng là bé Mạnh đang lên trên đón cháu Lực chứ cô bác. Đợi đã Mạnh ơi, đi nhanh đi. Đợi đã. Đây có một bác đang cắt cỏ này, không biết là bác xóm ấy. Bác này lấy cỏ à bác? Mạnh đi đường nào ấy, đi về đi. Không biết là Mạnh đi tìm cái quả gì rồi. Tìm cái gì đây? Hả? Tìm cái gì đây? Không biết là tìm là cái quả gì đấy đây các bác. Cái quả này nhìn như quả sung ấy các bác ạ. Quả này quả sung đất thì sao ấy. Quả này quả gì đây mày? Có biết không? Thế là ông Mạnh là đi làm vẫn chưa về à? Đi về đi. Nào đi về nào. Có đi xuống được không? Đường này có đi xuống, đi ra đường kia đi. Biết là hái cái quả này để làm gì đây? Ăn được à? Đấy, cẩn thận nhá. Nhìn ăn trông rất là ngon mà.
Cô bác ạ. Bé Mạnh thì ngày một lớn lên rồi. Thời gian này thì là hầu như là ít ở nhà với lại ông hơn cô bác. Ông thì hôm trước là cũng có, cháu Lực cũng có xuống ấy cô bác, là cũng có nói với lại ông về cái vấn đề mà hiện tại nhà thì đang làm, cho nên là ông ít đi làm thuê lại và ít nhận lãi. Ông thì đã nhận tiền của người ta về rồi, cho nên là ông sẽ phải làm bao giờ cho nó xong thì thôi cô bác. Nhưng mà chắc tầm độ 2-3 ngày là hết thôi. Nào đi về đi Mạnh ơi, đi về đi. Đi. Đi cẩn thận nhá. Mạnh thì mặc dù là còn là bé các bác, nhưng mà nếu mà để mà độ leo trèo của Mạnh nhá, đi rất là khỏe các bác ạ. Đấy, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Còn cười này. Cắm mặt xuống đất còn cười à Mạnh. Đi đi về đi. Đi về đi. Đi. Hay là lại đi tìm ông tiếp này, không đi nữa. Đấy, đi thì toàn té rồi. Không biết là đi dép gì mà đi được một tí lại té, một tí lại té rồi. Đi dép trắng các bác ạ. Không biết là giả vờ hay là té nữa, té xong cười chứ. À đi về đi. Đi trước đi, đi trước chú đi. Đấy. Lâu ngày không gặp rồi, nhìn thằng nhìn ông nhói này có vẻ lên là lớn hơn không ạ. Hôm qua thì cháu được xuống thì bắt gặp Mạnh là cũng về không ạ. Ngày mai thì Mạnh lại tiếp tục là lên trường rồi. Được nghỉ thứ 6 này, thứ 7 này, xong rồi chủ nhật là bắt đầu lên trường. Nào nào, không đi nghịch ông, không đi nghịch ông, không đi nghịch con ông, thiếu con ông kìa. Đi đi, đi đi, đi đi, đi khác chơi. Ở kia có một cái tổ ong của bác ạ, tổ ong kia rất là nguy hiểm. Đi. Kia kìa, ông thấy à? Chưa thấy chưa? Kia kìa. Đi 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 vào gần đấy. Kia kìa, trước mặt mày ơi, trước mặt mày ơi. Đi ra đây, không 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 nghịch ông. Ông kia thì tí đốt là Mạnh là chạy không kịp luôn đấy các bác ạ. Không không nên chỉ Mạnh là cái chỗ đâu. Nào đi. Đừng có ném đi. Trẻ con thì khi mà nhìn thấy thứ gì là rất là hay trêu. Đặc biệt là tổ ong này rất là nguy hiểm. Đi xuống nhà mới đi. Hả? Rửa tay à? Không biết là đi ra kia lấy cái gì đây không bác. Đi ra xuống cái này xem này. Mấy anh em thợ hôm nay thì ạ, làm mà tới công đoạn nào các bác. Hiện tại thì bây giờ là phần phía bên ngoài đấy các bác, hầu như là chưa đi vào và hoàn thiện là cái gì cả. Có thể là mấy anh em thợ là hoàn thiện cái phần sân xong thì mới tiếp tục là hoàn thiện là đi vào bên trong. Đây không biết là chắc là ai đi lấy cổ của bên này các bác này. Ôi, cứng quá. Cắn là một miếng ăn rất là giòn. Ôi, chào anh Phong nhá, chào chú Toán nhá. Này đang làm tới công đoạn nào anh? Vẫn đang trong nhà vệ sinh à? Ra phía bên này thì chú Toán thì cũng đang cắt ra gạch. Hôm nay thì lên, hôm nay thì vào thì có vẻ như là chú đang đi vào hoàn thiện cái phần bàn thái của bác.
Dưới này có vẻ lắm dín đấy chú nhỉ. Cắt xong thì phải nói là nhìn trong ngôi nhà rất là bụi của bác ạ. Bây giờ thì đến buổi chiều rồi thì bắt đầu là thời tiết bắt đầu là mát mát mẻ hơn là một chút rồi các bác. Ôi, đây thì có vẻ như là cô thì không biết là đang làm một công việc gì đây cô. Đây cô có... Cô chẳng biết làm cái gì đâu. Cô không biết nói à cái này? Không biết nói đâu. Này có vẻ là gọi là chắt mạch à anh? Chít mạch. À chít mạch à? À, những cái chỗ mà nó bị hở nhiều nhiều đó các bác, cho nên là phải làm những công đoạn này để cho nó kín ấy. Cô làm thế này thì sau này kiến làm sao mà bò được lên nữa anh nhỉ? Đấy, nhà tắm thì sau này là dùng xả nước nó răng nhiều các bác, cho nên là ốp lên nó cao hơn một chút so với lại là chỗ khác. Hôm nay chắc là hoàn thiện trong nhà vệ sinh thôi anh nhỉ. Phần nền này chắc là ngày mai thì mới hoàn thiện các bác ạ, phần nền đấy. Làm công đoạn này không phải rất tỉ mỉ. Cô không đeo bao tay à cô? Không. Bao tay hôm nọ đem xuống cho ông ấy. Cô dùng cái đấy chết cho nó đỡ bị dính vào tay. Không sao đâu. Không sao. Hầu như là các cô là làm công việc gì cô bác ít khi dùng găng tay cả. Quen. Đeo không quen nó đôi lúc là có còn vương vướng ấy nhỉ? Mày là vừa rồi đi đâu về đấy? Vừa rồi ấy? Đón ông. Hả? Đi đón ông đấy chứ không phải là đi tìm ông đúng không? Thế là vừa rồi Mạnh ra kia là đi chặt cây gì? Mía. Đi chặt cây mía. Mạnh nhìn ra đây nào. Mạnh có nhìn đi xuống đất thì. Thế là thời gian này đi học thì có học được tí nào không? Hả? Không biết trả lời đâu các bác ạ. Thế là đi học cái này có nhớ ông không? Hả? Có nhớ ông không? Có nhớ ông à? Học cùng lớp với Quyết nhỉ? Đấy. Ôi giời. Mày thì ngày một lớn lên rồi các bác. Sang năm sau thì bắt đầu là anh ta đã lên lớp 2. Thì lớp 3, lớp 4 thì có thể là giúp đỡ được ông thêm là những công việc khác nữa. Về nhà. Áo này có biết ai mua cho không? Mẹ. Có biết ai lấy về cho không? Có. Ai lấy về cho? Chú. Chú à? Chú nào? Được. À. Về nhà thì chỉ không biết, cũng chỉ biết là chơi loanh quanh ở nhà thôi các bác. Nào lấy mic cho chú nào, đi vào nhà, đi dép vào mày ơi. Lấy mic cho chú, đi dép vào. Trong này thì vẫn còn nhiều những viên gạch nhỏ các bác, sợ rằng là đứt chân đấy. Ở bên này thì chú đang đi vào ốp thêm cái phần là bếp nữa các bác. Bếp thì cho được không chỉ là ốp là cho nó cao lên tầng này thôi các bác. Bịt cả tai vào à? Mày hiện tại là chắc ngồi vào đây thì hơi thấp một chút này các bác này. Đấy, chắc là ngồi thêm một cái ghế nữa thì vừa. Nào đừng có nghịch dao mày nhá. Hả? Lấy lao gì không nghịch đâu nhá. Cái tường là sẽ lúc nào cũng luôn lựa chọn là màu trắng các bác ạ. Còn là cái bàn thì sẽ là màu khác. Hả? Đâu? Không nghịch nhá, cái đây không nghịch nhá. Mày lấy ra đây thế nào mày ơi? Lấy xi cái ra đây thế nào? Lấy đi, cất ở kia kìa. Cất ở kia. Đấy. Lấy cất ở kia kìa.
lâu lâu về thì còn sai việc làm được việc này việc nọ không á. Này là chơi một lớp xi keo đen xong lại tiếp tục là một lớp xi keo trắng nữa, không cho những cái vạch mạch vữa nó bị hở này. Một tí nó làm xong thì các cô lại tiếp tục là lâu cái gạch này lâu, cái sơn này, cái xi này lâu dễ à nhỉ? Lâu dễ không, khô vẫn lau được bình thường. Nhưng mà cái xi này kiểu nó chắc là nó không dính mấy đâu nhỉ? Không có. Cái là lâu dễ dàng này. Cái này thì ôi ôi quyết có nhiều quả ổi thế à, ôi ôi ơi nhất ạ. À đi theo mẹ để cắt cỏ vậy các bác ạ. Đi tận đâu cắt cỏ với chị dưới kia? Vâng. Hai đứa này thì không biết là nghịch gì đây. Nào nghịch cái gì đây? Nghịch bùn từ trong này này các bác này. Tí bẩn tay nhá. Đấy. Bàn Thái thì chắc là nốt hôm nay nữa là cũng hoàn thiện ở phía bên bàn Thái này các bác. Cứ đợt ở nhà ba ông cháu đưa các bác ạ, thì ốp có một viên này thôi các bác. Đấy nhưng mà hơi thấp. Đấy, hơi thấp thì đợt này thì chúng được sẽ ốp là cao hơn. Mỗi nhà thì sẽ rút ra là một cái kinh nghiệm. Không biết là bao giờ cháu được mấy đầy đủ là kinh nghiệm với lại là trải nghiệm để mà thực hiện đây các bác. Rất là mong là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh đóng góp thêm những ý kiến để làm sao mà cháu được học hỏi được thêm được nhiều thứ. Đấy, còn hôm nay cháu được đi xuống thì một tí nữa thì sẽ lại nói với lại mấy anh em đội thợ là sẽ sửa lại thêm cái phần này, cầu thang này các bác này, làm lại thêm thiết kế thêm khác chứ không phải là làm như thế này các bác ạ. Thì lúc nào mà mấy anh em thợ là nghỉ ngơi đó rồi thì cùng mấy em thợ là đi vào và trao đổi thêm một chút nữa. Hôm nay đi xuống lại không gặp ông rồi, chú nhỉ? Sáng nay chú ra làm thì ông có ở nhà không? Ông đi từ sớm rồi. Ông đi từ sớm rồi. Vậy ở đây thì một tí nữa mấy anh em thợ làm xong sẽ lại lâu lại một lần nữa các bác nhá. Có thể là trong lúc cho Lực đang ghi hình nhá. Mấy anh em thợ đang làm ấy thì nó sẽ hơi một chút, hơi bụng một chút tại vì là bây giờ vừa mới dính vào mình không thể lau luôn được vì là cái phần xi ở trong này nó còn chưa được cứng ấy. Đấy, bàn Thái có thể là cháu Đức đang ghi hình thì các bác sẽ nhìn là hơi có thể là hơi hẹp các bác, nhưng mà nếu mà thực tế là khi mà nhìn đến tận nơi thì nó sẽ rất là rộng. Cái này các bác cứ nhìn hàng gạch này là các bác biết này. Đây là 1, 2, 3, 4 viên. 4 viên thì là mỗi viên là 60 phân. Còn ra phía bên này thì là 3 viên.
ở trong nhà thì hiện tại là đang cắt gạch này các bác này, cắt gạch thì rất là bụi, thành ra là nhìn nó sẽ hơi hơi như kiểu hơi bồ bồ một chút các bác, nhưng mà nếu mà mình lau xong cả lau qua cái là sạch sẽ rồi. Dây điện này thì là vẫn tận dụng lại để mà chạy hết là phần xung quanh ở trong nhà này các bác. Hiện tại thì mấy anh em thợ là vẫn đang đi vào hoàn thiện cái phần ốp ở trong nhà của bác. Và vừa rồi cháu Lực cũng ở đầu video của bác, cháu Lực cũng đã nói rồi thì sẽ chỉnh sửa lại thêm là cái cầu thang này một chút. Thì cái ảnh hôm qua em gửi cho anh thì anh còn không anh? Còn đúng không? Có, anh, có. Anh được lấy cái ảnh ra để mà cái cầu thang này anh em mình phải sửa lại, anh không làm như thế nữa. Thay đâu có mạng không đây anh? Không có mạng. Đây, đây, đây. Đây, đây. Đây đúng không? Đâu nó đây? Là như này đúng không? Thoại pin yếu đấy nhỉ? Yếu đấy, nó như này đúng không? Để cho em mượn một chút đấy. Cái cầu thang thì cháu được xé lại, sửa lại thành nhà như thế này các bác này. Từ cái cửa mà đi ra thì nó sẽ được sẽ cho vào tầm độ là 60 phân. Tầm độ 60 phân rồi thì sẽ làm cầu thang là một bậc này, hai bậc này. Đấy, làm xuống là 1, 2, 3 là thành ba cái bậc thang lên. Nhưng mà cái này thì thành ra như kiểu là thành bốn bậc rồi. Đúng rồi, cái này nếu đây đâu. Ừ, nhưng mà cái này của nó cho bằng mặt sàn nhỉ. Vâng. Nhưng mà đây sao lại có một bậc này, nó lại thấp hơn rồi. Này, thấp hơn, thấp à, không, mặt. Cái này thì mình vẫn làm cho bằng mặt sàn hết anh, mình không làm ấy đâu. Cái này là có thể là cái phần gạch ốp thôi anh ạ, cái này ấy. Gạch ốp thôi. Đấy. Thì mình sẽ làm là từ 60 phân từ cái mép này ra đúng không? Từ 60 phân. Thì 60 phân là nó nhưng mà tầm đến đâu không anh? Chắc phải đến tầm chân đâu, của anh nhỉ. Đâu, nào không IC ở ra. IC cho anh Phòng đo tầm độ 60 phân xem là sẽ thay đổi một chút của bác này. 60 phân à, từ đây ra 60 phân ra bằng đây nhá. Đấy. Tầm đến đây đúng không? Đây. 60 phân ra đến đây. Vâng, xong rồi thì xuống cái kia thì mới làm bậc thang xuống các bác. Đấy làm IC như cái ảnh mà vừa rồi là cháu Lực là đưa cho anh Phòng để mà xem đấy. Thì cái đây là vậy. Hôm nọ thì cầu thang thì định làm là nó bằng cái chỗ phần mái hiên này này các bác này, bằng cái phần mái hiên thì chỗ này là coi như là sẽ không có làm cầu thang nữa, là giải phẳng từ trên kia xuống tận đây, là thò từ cái cửa ra đến chỗ này là tầm độ 60 phân, rồi thì sẽ làm cầu thang là
thêm là hai bậc nữa xuống là y xì như hai bậc này. Cái này thì nếu mà bây giờ là phải xây lên này, lại phải xây lên à? Cái này lại phải xây lên thôi. Nếu mà bây giờ làm thế, cái này phải xây ra đây, xây lên, phải xây bằng cái này này. Vâng. Xây bằng cái này. Vâng. Xây bằng cái này xong ra đây mình mới làm bậc. Vâng, đây là làm cái hai bậc bây thang. Giờ nếu mà cái cầu thang là đi vào các bác, là tận cái chỗ mà Mạnh đang ngồi này là đi vào. Đấy, nhưng mà nó sẽ lại cách xa ở trên cái phần là mái hiên một chút. Họ ra khỏi mái hiên nhỉ, phải 60 phân nhỉ. Anh, đúng rồi, thôi ra mái hiên thôi. Mái này. Đấy. Nếu mà làm hoàn thiện sau này cái bậc thang anh đây à? Vâng. Đấy, cái bậc thang của nó là sẽ tận là chỗ anh phòng mà đang kẻ với kia là lên các bác. Anh đây, bậc thang. Cái này nếu mà ốp vạch, nếu mà hôm nọ mà ốp vạch xong thì không thay đổi được đâu anh nhỉ? Vạch xong này khó ấy, là phải đục gạch ra đấy. Vâng. Mà đục ra vỡ hết, gạch nó vỡ. Vậy ở đây thì hai chị làm nguyệt khí cũng có nói với cháu Lực là làm như thế thì nó sẽ đẹp hơn đúng không? Thì cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của hai anh chị thì sẽ không có làm cầu thang là kiểu này nữa, mà sẽ thay đổi cái kiểu mà vừa rồi cháu Lực cùng với anh Phòng là nói, với lại là cháu Lực cũng đã đưa lên cho các bác xem là một chút là cái hình ảnh ở đây các bác. Cái cửa này thì sẽ là rơi vào tầm độ 2m các bác nhé. Cửa này là 2m mà, hôm nọ là để 2m mà, hoàn thiện là 2m rồi. Mấy anh em thợ là sẽ hoàn thiện là phần là bên trong nhà rồi thì mấy là ra phần là phía bên ngoài các bác ạ. Đấy rồi thì cái cầu thang thì anh cứ thực hiện là như thế nhé. Cái gạch cầu thang này thì cháu Lực sẽ không có lại không có lựa chọn là giống cái màu gạch ở trong nhà nữa các bác. Cháu Lực sẽ lựa chọn là cái màu gạch khác. Đấy, sẽ lựa chọn là cái màu gạch mà cái màu gạch ở bên này này các bác. Đấy thì nhìn xong nó sẽ như kiểu là vân đá hơn đúng không ạ? Sẽ lựa chọn là cái gạch này này các bác này. Thì nhìn trong cầu thang nó sẽ thuộc dạng là vân đá hơn. Bên cầu thang thì người ta sẽ làm bằng vân đá là nhiều cả. Đấy, nhưng mà không biết là ý kiến của các bác thì có thành dạng là nhiều màu mè quá không? Đấy, nhưng mà thấy chất lực cũng tham khảo rồi thì dùng cái màu bên kia thì làm cột thang thì nó sẽ hợp hơn, còn là cái màu này thì dần làm ấy thì thật sự ra thì nó chỉ là nền, nó chỉ là gọi là trong nhà thôi, còn nó không thích hợp với lại là cầu thang ấy. Chủ quán thì đã ốp xong là mặt là bên này rồi các bác. Từ dưới này lên thì là bao nhiêu phân chú toán nhỉ? Một mét chưa chú? Hơn một mét à? Nó cao hơn cái vòi hoa sen này, cái vòi này là mấy gần bằng là một viên gạch thôi này các bác này. Còn là trong nhà vệ sinh thì anh Phòng vẫn đang là tiếp tục là đi vào hoàn thiện cái phần ở bên này một chút này các bác này. Phần là nền này thì chắc là mai anh em thợ là mới hoàn thiện được rồi các bác ạ. Cổ chắt mạch này thì phải nói là chắt rất là tỉ mỉ các bác ạ. Từ nãy đến giờ thì đâu đó là một tiếng rồi cô mới chắt được là một mặt bên này thôi. Còn thêm là mặt bên này nữa là cô chưa chắt đâu. Vậy ở phía trong nhà vệ sinh của bác nhé, thì cháu Lực sẽ làm là thấp hơn so với lại là mặt sàn. Nếu mà làm bằng thì là mình lại phải là ngăn ở đây thêm là một cái vết ngăn nữa. Đấy. Thì nước nó không tràn được cho nên là cháu Lực làm thấp xuống thì nó sẽ không có cần ngăn các bác ạ. Mạnh thì có vẻ là thích nhìn cô trộn xi đấy nhỉ. Cái quả mũ siêu nhân thì đội là hơi không nhìn thấy mặt đâu. Ông chưa về à? Thế bao giờ mới về đây? Không biết à? Hay là lại đi tìm ông nào, đi đón ông nào?
Chắc là lên trên là cũng chỉ là đi chơi với ông thôi nhỉ, lên trên này. Chắc là biết là chỗ là ông ở không á. Giang là đừng có nghịch nước xi này nhiều nhá. Nghịch là tí tay là thấy chưa, tay trắng xóa lên rồi. Thấy chưa, trắng xóa rồi. Vậy ông không ở nhà là chị là còn hộ ông là đi cắt cỏ về cho trâu để mà ăn. Phải nói là ở ở dưới này thì là trước kia là chưa có ai nghĩ được rằng là ở đây sẽ làm được một cái ngôi nhà xây cả các bác ạ. Nhưng mà đúng là khi mà có sự quan tâm của các bác mạnh thường quân, yêu thương thấy hai ông cháu để mà cùng với lại cháu Lực gặp được hai gặp được đội thợ rất là có tâm và làm. Đến cái thời điểm hiện tại thì ngôi nhà đã hoàn thiện độ là 90% rồi các bác ạ. Còn thêm là một số chi tiết nữa là chưa hoàn thiện đâu. Có thể là khi mà hoàn thiện xong hết mọi cái các bác nhé, thì cháu Lực mới gọi anh em cơ khí vào để mà đo kích thước cửa sổ tất cả mọi cái rồi thì cháu Lực mới đi vào và cùng với lại ông lắp ghép xong là mới tìm đến cái ngày mà tân gia không á. Nói ra những cái chỗ bên này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần các bác. Ở trên này thì cũng có cái tản ly giường khá là cao của bác ở trên này á. Một cái sự thay đổi rất là lớn đối với lại là hai ông cháu. Mạnh thì còn bé là chưa thể mà giúp được ông là nhiều quá. Vẫn đang là trong gọi là chơi là nhiều thôi. Ở phía bên này là đất mượn cho nên là càng lâu thì nó đang bị lún xuống đúng không á. Từ cái chỗ mà bé Giang lên đấy các bác này thì là cái đất cứng thôi. Nếu thí dụ như nếu như mà sau này cháu Lực đổ sân ấy, cháu Lực cũng chỉ có đổ từ đằng đáy để mà hớt vào thôi các bác ạ, không có đổ ra bên dưới nữa. Bên dưới thì nó là đất mượn cho nên là nó rất là bị sạt, nó như kiểu là mình đổ ấy, nên là nó bị lún xuống ấy, nó lại tạo thành cái vết mà nứt rồi. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi các bác ạ. Ở trong nhà thì mấy anh em đội thợ đã phải là thắp cái bóng đèn thì mới làm được công việc rồi. Đấy là chú Toán hôm nay là cũng hoàn thiện phía mặt bên này thôi chú nhỉ. Hoàn thiện xong là mấy chú là vẫn còn chừa cái khoảng thời gian để mà dọn dẹp, lau dọn những cái phần xi nó bị bám lên tường này các bác này. Như những cái phần này mà để ngày mai mà không lau thì chắc chắn là dùng cái bay để mà cọ thì nó rất là cứng. Với lại là sau khi mà cọ sống thì gạch biết mọi cái nó xước sát, nhìn nó thành vệt. Vậy cái này thì cháu Lực cũng không có ốp lên hẳn lên cao nữa các bác. Ốp là hơn 1 mét thôi. Ốp là hơn 1 mét thôi cho nên là khi mà mình nấu nướng ấy, thì nó cũng không bay được cao nữa. Và phía bên trong nhà vệ sinh hiện tại là anh Phong vẫn đang đi vào và thực hiện. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Xin được cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là ngày hôm nay. Tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác.
khi mà các bác theo dõi video cho cháu được xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để làm để giúp cho kênh cháu được là phát triển lắm mạnh hơn, để mà đi chia sẻ những hoàn cảnh khác, để mà gửi tặng cho các bác. Rất là mong sẽ được sự trong tay của các bác. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng cùng bé Mạnh xin phải lời gửi lời chào tạm biệt thôi các bác. Mặt thì hơi bẩn nhá. Đi học lớp 1 là mặt bẩn không biết xấu hổ à, thanh niên? Hả? Có bạn gái không? Lên lớp có bạn gái không? Có con gái không? Hả? Không có á? Lớp học gì mà không có con gái đấy hả? Chắc là ngại là chia sẻ rồi các bác ạ. Nào bây giờ thì Mạnh cháu có bà nào? Cháu Lực xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở những số tiếp theo. Xin chào nhà bạn em, xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.